Chỉ để úp tam bạt na, tam bạt na hồng. Án tông 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 thủy luân nhũ hải biên trần trần sai sai dài sung. Đường an bảo tòa đại từ đại bi ngài hỷ xả chi tâm cứ trong mùng một hôm rằm thành đồng con dâng hương hoa cúng quả Phật thánh độ sống dư trăm tuổi già hội tam đa trình đường ngũ phúc thánh độ cho thành đồng hưởng lộc thiên xuân. Rồi Phật thánh ngài lai ra nghe lưu ân nè khuôn phù thánh đồng gặp các chư đệ tử hưởng thiên xuân dài thọ. Song sơn mùng ba tháng thìn giờ dần ngày mùng ba tháng thìn đôi người một tuổi sẽ duyên trần bàn
trách ai làm chân đơn gối thảm kiếp hay nguyện lãnh đạm về đâu sẽ loạn thanh thang hồi đệ tam thánh tiên cung thỉnh mời đệ tam thánh tiên ngọc hồ thần nữ mẫu ngự miền thoại cung sớm kết loạn phòng kinh duyên sớm kết loạn phòng thảo mai tìm thiếp đem lòng gieo chẳng xét ngày gian kinh duyên chàng chẳng xét ngày gian vàng quý nơi thế lầm than sao đành thể thủ quy y tu thân đơn đau diệt chuẩn đề duy nguyện từ bi tùy gia hộ nam mô tát đa nấm tam diệu tam bồ đà cống chi nấm phát diệt la chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa ba nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát khai quang dung nhan thập kỳ diệu khoáng niệm chiếu từ chúng ngã đích tam cung giảng kim hoàng thân thần thành chúa thiên trung vương ca đấng thân gia ân từ bi lân mẫn chúng sinh cố ngã kim tịnh lễ khai quang chứng đàn nguyện sẽ loạn thanh xa hồi cùng tạo hoàn chiếu bao la thế giới vầng nguyệt soi chói lọi nam thiên nhật nguyệt vô biên đôi vầng nhật nguyệt vô biên gió thu dịu dàng chuông chiền nhật hoa thanh xa hồi cung tam đảo địa linh triệt tây thiên tam đảo địa linh thạch bàn chuông ở cảnh thanh nhiệm thanh xa hồi cùng các ép đi vào hỏi thăm các ép đi vào tiến thánh thượng ngàn xanh hùng vĩ cảnh sơn lâm tú khí trung linh làm chúa rừng xanh tối đời bà làm chúa rừng xanh 36 đồng quyền hành trong tay ôi đề nhị quyền thanh chủ trường cai các đường con ni thượng sơn trang tập tu thông tỏ phép ngàn
sông đa răng mát mát nước chảy núi đầu rồng đầy dây long châu đông sơn hạc vũ oanh châu
nhiệt sớm hôm dưỡng dục bát niên trưởng thành. Từ ấy đã lưng danh sơn chủ khiến các loài muôn thú nghe theo sớm hôm bạc ngọn suối chơi đèo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên nữa. Chuông vang vọng thoát đã về trong đồng lành.
mưa phép tiền mà đã đắp thường thừa. Có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cũng là chiều dinh.
chân thi chân tam nam hải khi đức đệ tam ngày dòng dõi nghiệp trì. Thank you.
gió đi về. Sơn thế biết tay ngự lên đông tử, cứu dậy nhân gian, cứu đâu thời đấy bình an. Thank you.
ban tả văn hữu họ lượng ban lao đàn lệnh truyền quân bộ đôi hàng thiên minh phan mã hàng à, kéo ra lệnh truyền tiên đội bản thừa thanh ông bây giờ chắc sáng anh linh trước là bảo hộ dân tình xong ra thu chóc ta tinh phen này uy ra trần thế bia tay văn sớ dâng lên đức ông về tấu đôi chết biên danh dành phê cho nhị tự tràng sinh chữ phu chữ huy thang ninh thọ trưởng phê cho dũng mạnh đôi đường vừa nhạc hàng thái mọi đường hành thông chữ rằng sở nguyện phòng tâm thái quang dòng nhan thâm cờ diều quang miên chiếu từ trung ngã tích tăng cũng giảng kim phụng hoàng thật cận thánh chúa tiên trung vương
Đệ Nạp Thiên Tào Sứ Văn, Đệ Nạp Thiên Tào tố về cho tới cung cao đế đỉnh, tố về Thủy Tê Long Kinh. Hội đồng tôn thánh chư dinh các tòa sứ tố về tứ vị vua bà. Cái hồ đang tâm kiểm tra một tháng ba tận mẫu à?
Quan Tính qua mời con anh em ta về sang đàn sang phố sang đức điều ân của trưng lê trưng tâm mà ở đời cánh tơ ở tâu lai trạng và giả các chủ ngày hôm nay à. Dạ. Nên công sơn lâm sơn trang long thủ tuần ma hừng đốt tốt tươi tỉnh vật tuyên kinh của công linh thánh tiệp lễ chư tôn vệ mà anh chắc dám dương đồng à. Dạ. Anh ban khen thánh tiết thú nhang đồng đền đêm năm canh ngày tám tiếng kêu đèn quét buồn sạch có đó nhang cái bản đền bản phủ linh tử nơi đây được tối tú anh linh à. Dạ. Anh ban khen cho dây đầu tiếng hát à. Quyền quê về Lan và dân thôn bản hải chị em cơ cánh tranh đồng đạo quan một con gần con xa dò la tiến bãi hả? Ngày hôm nay mưa chẳng quán mà nắng chẳng hề nhất tâm cửa Phật mà đặt tâm cửa thánh mang miệng về tâu mang đầu tiên bãi cửa nhà ngài nơi đây hả? Anh em ta cấp lương cấp lộc cho ba tháng hạ cho chín tháng đông đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối hả? Xuân thì được ra các cánh nả báo bình an thu tống tam tài đồng linh bách quốc quốc với tương lai tài được như xuyên trí lộc được cửa vân lai công tân cửa an lạc của đạo được viên thành công thành danh đạt à. Đây phương phủ cho đệ tử à, cho quốc được thái dân được an bình dịch thì tiêu tán à. Được nhà nào quốc ấy à. Người ba ngọn nước ngoài cửa về khắp mẹ châu về chèo quê mình mông vì rằng tu dục anh trung thì đâu chân được non sông ngoài sầm oanh anh ra hồi hùng đệ nhị đại hoàng vương cô đệ nhị đại hoàng thông minh chính trực mọi đàn tình thông anh ra hồi hùng tờ mờ trông ra cử suốt tờ mờ chiếc thoi của bé có cờ vuông hồng tích cũ nhà trần sở trang tích cũ nhà trần đình sinh của bé muôn phần tốt tươi bé đào lai láng xa sông huyền thoại cậu bé của đông trèo về bát hải thủy tề cậu dòng chơi bát hải thủy tề huyền thoại cậu bé trèo về đến đây hồi cùng phục mạng đế đình tôn quan phục mạng đế đình dâng văn tam vị chúa mường hình chúa đệ nhất tây thiền chúa ngự về nước Việt Nam có ngàn đông lộ xứ Bắc Kỳ có núi tây thiền sinh ra hồi cùng nguyệt hồ dâng văn thiên chúa nguyệt hồ Bắc Giang yên thế giáng về đến đây gà kép mà vào hỏi thăm mê gà kép mà vào đền thờ chúa nguyệt vườn đào độc tiên tốn hoa hòa dâng lên người đông tấp đập đôi bên ra
xuống ngôi đó lòng dần suy nghĩ thương cho trần phàm bao kẻ u mê một người con gái thôn quê
nhất tâm cửa Chúa, Chúa thời chỉ cho. Bói xa hết căn do vận hạn, Chúa bói ra người buôn bán thông hành. Bói ra ai có của để dành, Chúa bói ra ai có công danh huy hoàng. Ngọc thốt hơn khen
hoa ngà bè ngọc đua che. Thơm hoa ngọt vì dành đời sống chân vàng.
rằng phép mỹ không thiên lại bởi các cổ mương chiêm. Chúa mừng chúa mang chúa tiên mỹ ngự về người thôn quê hay người thành phố, không biết rằng căn số về đâu làm cho trong mặt vang đầu kia. Sóng mắt đi vang đầu, càng buồn càng thuốc càng đau như dần. Hành bệnh nhân tâm thân thống khổ, uống thuốc chân lại đổ mồ hôi, xem bói ra một quẻ phong lôi. Ý à, chuyện các tướng sơn trang, thánh sư bạch tượng hổ lang vì trầu. Ngày hôm nay thành kinh kêu cầu, phụ ban cùng với một bầu diều tắm, cầu non trầu thuế dư trăm. Ý à, thank you.
xanh. Bói ra ai được công danh huy hoàng, bói ra ai phạt quan phạt tước, mà bói ra ai nghèo trước giàu sau. Bạn cảnh tiên nàng dân hoa, ngôi đền thờ an thanh cảnh vắng, thu hữu tình cảnh đẹp tốt sao.
quỷ bênh chúa hành cho liệt vì chân tay phải mau đi hình thánh
cấm sang cổ địa chính đã dấu xưa. Chúng ta sáng tựa hồ
hào quang, sông đang ba múa dịu dàng khoan thai, hát lưng ta giọt ngắn giọt dài. Trước biệt ngọc nghiêm trang, tay tiên đang vô đơn theo khúc nhạc xanh hoa. Nhạc ca vang, nhạc nhạc ca vang, khúc nghe thơ hội quan tiên. Người cùng người hân hoan, chúc chư vang thanh thọ vô vương. Tay đang vô đơn theo khúc nhạc xanh hoa. Tay đang vô đơn theo khúc nhạc xanh hoa. Tay đang vô đơn theo khúc nhạc xanh hoa. Sao mai đẹp như tổ nữ trang đài. Xin đi.
đưa nhờn đưa nhang, bước nào xa bước tiên nàng nguyệt nga, rơi tranh niềm vàng đá người ta.
cầu. Ý. Một chiến nhang tấu về thủy phổ các ban các tòa thiên đình địa phủ Diêm La, tấu về thủy phủ vua cha động đình vốn dòng làm suốt thoại cùng khai quang song nhan thâm cơ diệu quang miên chiếu từ trung ngã tích tăng cũng giả kim phụng hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương ca lăng tân giả ân từ bi lần mẫn chúng dinh có sơ dâng lên trần gian có sơ dâng lên ngài về tấu nỗi
chép tên danh danh độ do đệ tử trường sinh. Chữ phú chữ quỳ khang ninh thọ trường độ cho dung mãnh đôi đường. An ninh phú quý mọi đang hành thông chữ giang sở huyền tòng đường. Tài mã kim ngân dâng lên tài mã kim ngân ngài về tổ đôi chứng tâm ra lòng thành phê cho đi tự tràng sinh. Chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường phê cho dung mạnh đôi đường. Dựng
như không. Trước thuyền rồng chèo quê hương
buồm lan khi chơi bạch lạc lúc sáng tan tầm. Sao thần thơ tám viên tám đào truyền chữ quân nhị đạo tiên phong, chiêng vang kỳ bất chống dòng, bè sau thuyền trước nối dòng về lênh đênh. Trống cầm cảnh chiêng ca vang nhinh ỏi, lốt xanh vàng lốt xanh vàng chim nổi dương ngàn, chiều thần văn phò bá quan cùng ninh đón rước quan để tam về châu. Trên các lầu thơ ngâm phú tộc, dưới sân rồng ca trúc chén thiên, vua cha ngài ngự trước án thiền, phán đòi hoàng tử quan lớn đệ tam về hầu. Sông khuây sơn về miền xứ lạng,
sang dòng xanh, dạo chơi các đồng tam thanh, Bắc Khê Ba Thiên về thành Chi Lăng. Thuyền lướt nhanh buồm cắn gió lồng, dạo khắp nơi thành động thiên thai, có phen bờ cánh thành đài, cờ tiên một ván quan bài điển tinh. Dày ông đã về châu nhân đức nghe kêu nhân giạt và ước siêu sinh. Tiếng ma loan thỉnh quan đệ tử vốn con trời cao ngự thiên cung hồi cùng quê nhà Ninh Giang chính quan, quê nhà danh lam cổ tích ông lớn thượng tòa ngôi cao.
truyền văn các quan ai về truyền văn các quan tả cơ hữu đội lương ban đáo đạn quân thủy quân bộ hai hàng hiền định văn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ quan tuần bây giờ người chắc giang anh linh trước là khám xét đền đình sau ra thu chóc tả tinh phen đẩy ra oai trần thế yên tay văn sớ dâng lên trần gian văn sớ dâng lên ngài về tấu đôi xếp tên danh danh độ cho đệ tử dường sinh chữ phú chữ quỳ an ninh thọ dường độ cho dũng mãnh đôi đường an định phú quỳ mọi đang hành thông chữ rằng sở về tòng thần để nạp thiên đình sớ văn để nạp thiên đình ngài về tấu minh rõ ràng độ cho đệ tử bình an đệ nạp thiên tào sớ văn đệ nạp thiên tào tấu về cho tới cung cao đế đỉnh tấu về thủy tê long tình hội đồng tôn thánh chư dinh các tòa tấu về tư vị vua bà văn sớ dâng lên trần gian văn sớ dâng lên ngài về tấu đôi chép tên rõ ràng độ cho đệ tử bình an chữ phú chữ quý an khang thọ trường độ cho dũng mãnh đôi đường văn sớ dâng lên tôn quan về tông đôi chép biên danh dành phê cho nhị tự trang sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường phê cho dũng mãnh đôi đường ngài về tấu đôi phê tên danh danh độ cho đệ tử trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường phi do dũng mãnh đôi đường an ninh phú quý mọi đàng hành thông chữ rằng sở quyền tòng thơ dũng mạnh đôi đường cửa nhà khẳng thái mọi đường hành thông chữ rằng sở nguyện hồng tân lễ bạc vật thường trần gian lễ bạc vật thường bút hoa biên chép ngài xá chi lòng trần nổi công danh ơn nhờ tiền thánh lộc ban cho ngài đem đến tận đời ơn chìm văn lương xe soi về tấu đôi chép tên danh danh độ cho đệ tử trường sinh
trang sinh, phê cho nhị tự trang sinh, chữ phù chữ quý khang ninh thọ trường, phê cho dung mạnh đôi đường. Cửa nhà khang thái mọi đường hành thông, chữ rằng sở nguyện tòng tâm. Nhà nào phúc ấy phúc đẳng hạ xa hả, có lộc có tài có gần có xuyến thăng quan tiến chức à.
buồn mày bán tất cả để bản mệnh trong chốn gia trung giả được sức khỏe trẻ được bình an vạn sự an khang mọi điều được như ý à. Thank you.
lệnh cứu trùng truyền đi kịp khắc, đầy biên cương trần đất Lạng Sơn, rằng cho đoái tội chuộc công nào đâu nên cảnh cùng thông ai thường. Giặc Bắc Phương bùa tà dùng, khiến đất trời phong vũ đảo điên, sương tàn gió độc triển miên, lòng quân tao cũng chỉ hiền tất ga. Lũ Ninh thần tham quan phản nghịch, chúng tố lời rằng ta tích vu oan, đức vua không xét ngày gian, tư thông với giặc nổi hoan động trời. Vầng nhật luân sáng soi khúc trực, anh Nguyệt Minh rõ thức nghe thẳng ngay, thâm oan khó kể giải bày, sự tình nào thấu mà đất dày trời cao. Hổ lên sầu thượng thiên,
thập thanh sa.